quý anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tè. Hôm nay con xin giới thiệu với quý anh chị một cái dòng dầu mà tán nó rất dài luôn, rất là chùm mà sai. Wow. Lá rất bự luôn. Và đó chính là dâu tầm Đài Loan ạ. Và hôm nay con đặc biệt xin giới thiệu là dòng cây gọi là năm nay là cây lỡ. Dạ, chiều cao thì cỡ hơn mét của quý anh chị. Mét đi. Tính từ bỏ bầu thì chắc cỡ mét luôn quý anh chị. Ai thôi, sẵn đem qua đây đo luôn. Có thước để làm gì? Đằng cây thôi, để hồi mình lại đây, để lại đây nó bị tối. À. Bỏ bầu ra thì tầm mét ok. Đúng rồi. Dạ. Cái này đặc biệt là bên con là hàng dưới chiếc luôn chị. Rất là ok ha. Dạ. Nhánh chiếc nên là nó ra trái quanh năm á quý cô chú anh chị. Dạ. Nó chung là dòng dâu này của chú chị tí một con, nó già. Dạ, cây rồi đổ đồ nó ra hoa. Cái cưng quá à. Đúng chị. Nó ra chùm chùm luôn nè, cái chùm nó kìa. Đúng chị thấy không? Dạ, cây rồi. Wow. Cái da đi theo cái đọt. Dạ. À. Rất là dễ thương. Còn quý cô chú anh chị có muốn mua cây giống thì tụi con cũng có luôn nha. Cây giống luôn. Cây lỡ, cây lớn, cây nhỏ gì con có hết. Cái dòng này một năm nó có trái mấy mùa hết? Đó, cái này nó xuyên suốt của chú chị ơi. Dạ. Rất là dễ, nó đi theo cái đọt miễn mà chú chị chăm sóc tốt á, nó lọc lông quá thì nó có tái thôi, nó dễ không? Dạ nè, đi theo cái đọt à. Lúc đầu nó xịt một xịt tuột là còn nó sẽ ra tái thôi. Hấp dẫn dễ. Dạ. Cái này là thằng những chiếc à. Ừ. Cần cái giống như này xin liên hệ bên con. Dạ. Nhưng mà những điều lưu ý nữa, miễn sau này cái cây nó ra uống dụng như nó cao thì cũng vậy, nó có một cái chọt á. Cô chú anh chị con khuyên nó là cứ mạnh dạn cắt bấm tỉa cho nó bộ tàn sum, nó cứ có tán nhiều. Chứ mình cũng để cho nó tên trời đúng không, mà nó có một chọt cho nó có một chùm hoặc là một tên cái đường đó là nó có được cái vài chùm thôi. Dạ, những điều lưu ý mình con. Dạ. Nó cần cái giống xin liên hệ bên chị con ạ. À. Con chân thành cảm ơn.